Chào các bác. Loa Nhật và loa Mỹ thì nó đều có những cái ưu và nhược điểm khác nhau, nó đều có những cái thế mạnh khác nhau, và nhiều bác có lăn tăn để so sánh, để chọn lựa, để quyết định cho mình một cái cặp loa chơi ưng ý. Hôm nay em có hai đại diện đến từ hai thương hiệu nổi tiếng của Anh và của Mỹ, một cặp loa Tannoy S8 Gold và một cặp loa JBL của Mỹ là JBL L80T. Hai cặp loa này shop về trong tình trạng đều rất là đẹp và xin nguyên bản. Em xin sơ qua về hai cái dòng loa này. Đầu tiên đó là cặp loa Tannoy và cặp loa Anh Quốc, và dòng loa này thì được thiết kế thanh mảnh, sang trọng, gọn gàng và với cái chất âm thiên hướng nhẹ nhàng, bay bổng, ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh em nó đó là một cái cặp loa của Mỹ JBL L80T. Cặp loa này thì mang đậm phong cách cơ bắp, nó rắn giỏi, nó cứng cáp và nó cũng uy lực và mạnh mẽ. Hai cặp loa này nó sẽ có những cái ưu và có những cái nhược điểm khác nhau, và mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cả hai cặp loa này. Đầu tiên thì cặp Tannoy họ có một cái thiết kế nó cao ráo, đấy, nó cao ráo, nó thanh mảnh với cái vỏ vân gỗ và màu nâu đỏ. Vỏ này là vỏ vân gỗ simili các bác nhé. Còn ở cặp JBL 80T thì họ sử dụng vỏ là gỗ sồi, gỗ thật luôn. Đấy. Nó đã có cái sự khác nhau rồi, đấy, nó đã có sự khác nhau ở cái phần vỏ rồi, rồi cái phần thiết kế nữa. Cặp L80T sử dụng cấu hình là ba loa, một loa bát có đường kính là 25 cm, một loa chung giấy và một loa chép đom titanium. L80T là một cặp loa khá là nổi tiếng, nó chỉ đứng sau L100T thôi thưa các bác. Dòng này thì được sản xuất tại Mỹ Nòi, chính quốc đất nước Mỹ. Còn sang cặp loa Tannoy S8 là một cái cặp loa đời mới của Tannoy. Đấy, cấu hình là bát 20, mid 20, chép đồng trục. Cặp loa Tannoy S8 này thì được sản xuất tại Malaysia thưa các bác. Đấy, những cái dòng S8 này thì được sản xuất tại Malaysia các bác nhé. Đây, các bác nào có thắc mắc thì em cho các bác xem luôn. Đây, Tannoy S8 Gold Made in Malaysia. Đấy. Dĩ nhiên là những cái cặp loa Tannoy cổ thì hãng họ sản xuất tại chính quốc đất nước Anh. Tuy nhiên những cái cặp đời mới này thì để cắt giảm cái chi phí nhân công cũng như là vật liệu thì họ sẽ sản xuất tại cái đất nước khác thưa các bác. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chất âm của hai cặp loa này, và em sẽ báo giá luôn cho các bác để các bác nghe và các bác chúng ta cảm nhận. Hai cặp loa này còn đều rất đẹp nhé. Đấy, rất đẹp, nét căng luôn. Cặp L80T em đã quay rồi, cặp L80T này xứng đáng là đẹp nhất Hà Nội, còn cặp Tannoy thì khỏi phải nói rồi. Đấy, cặp loa e căng của cặp loa Tannoy đây, sử dụng e căng không nhựa và có cái lưới vải màu đen. Còn đây là e căng của cặp JBL. Cặp JBL thì e căng lần cũng sử dụng khung nhựa và lưới vải màu xám. Đấy, còn rất đẹp. Em mời các bác chúng ta sẽ nghe cặp S8 trước nhé. Cặp S8 này thì có mức giá bán là 16.500.000 đồng, 16.500.000 đồng. Còn cặp JBL sẽ có giá bán là 19 triệu đồng, 19 triệu đồng. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe cái cặp ta nói trước. Các bác chúng ta hãy đeo tai phone và để chúng ta cảm nhận, trải nghiệm chất âm của em nó. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà chẳng rơi. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa của vui, đèn hát hiu soi dáng gầy cô nữ. Lệ
cho đầy nhớ thương. Mẹ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Vâng, và em sẽ chuyển qua cổng loa JBL để mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm chất âm. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà trang giấy. Mưa thương trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Các bác xem cặp JBL giúp em rất đẹp. Hôm nay thì xứng đáng đẹp nhất Hà Nội rồi. Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cũ vui. Đèn hát như soi dáng gầy cùng. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương tiếc ta mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Vâng, các bác đã có cảm nhận và cũng đã có cái chứng kiến của riêng mình rồi. Và theo em, cá nhân em ở cái phân khúc này, ở cái tầm tiền này thì cặp JBL nó sẽ có cái lợi thế mạnh hơn, âm hình rộng mở, tiếng nó thanh thoát và dễ nghe, các cái dài của nó thì cũng đều nhau và hòa quyện đan vào nhau. Và cái cặp loa JBL này giá thành nó cũng đắt hơn cặp S8 này mấy triệu cơ, cho nên là các bác có thể là chúng ta cân nhắc và lựa chọn. Đấy, tuy nhiên thì cái dáng của cặp loa Tannoy nó hiện đại, nó trẻ trung, còn JBL thì nó theo kiểu ăn chắc mặc bền thì nó rất là cứng cáp, khỏe khoắn. Em sẽ mở Bonero trên cặp JBL. Cặp JBL có giá bán 19 triệu đồng và cặp Tannoy S8 có giá bán 16 triệu 8. Thank you.
cặp JBL này thì nó có thể chơi được cả đa năng nữa. Em sẽ mở nhạc rumba cho bác nghe, chúng ta cảm nhận được cái tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép của cặp loa này. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip. Cặp S8 có mức giá bán 16.500.000 đồng, cặp Tannoy S8, và cặp JBL L80T có giá bán 19.000.000 đồng. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu có thể alo cho em theo số điện thoại ngay trên màn hình nhỏ. Cảm ơn.